Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này, bên mình mới về một cặp Jippo, mình giới thiệu nhanh tới anh em luôn ha. Hai em này Jippo hàng zin nha anh em. Hai em nó chưa hề đụng chạm gì tới nha. Mới về mình show tới anh em luôn. Hàng chính hãng Jippo Mỹ nha anh em. Hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết. Này cặp Jippo đều là những biểu tượng của nước Mỹ cũng như là biểu tượng của hãng Jippo. Rất là ý nghĩa, sang trọng để anh em trên tay chơi ha. Bên phải là em Jippo đồng nha anh em. Khắc gì mà hai biểu tượng của nước Mỹ ha. Đó là lá quốc kỳ Mỹ đang tung bay xung quanh nữ thần tự do ở vị trí trung tâm nha anh em. Nữ thần tự do Liberty và lá quốc kỳ Mỹ ha, lá cờ Mỹ. Em Jippo đồng khắc chìm hai mặt trước và sau luôn anh em. Em này là một trong những thiết kế nổi tiếng huyền thoại ha, được nhiều anh em yêu thích lựa chọn luôn. Khắc chìm trước và mặt sau, dòng Jippo đồng đáy bằng nha anh em. Còn bên trái là em Chrome trắng khắc chìm logo Jippo nghệ thuật cách đều ha. Và hai bên là vân Guluche gần sóng bên trái và vân Guluche hình vảy cá bên phải nha nè. Em Jippo Chrome trắng này là cũng một thiết kế độc đáo, cũng hàng độc nha cho anh em chơi. Với logo Jippo được cách đều thì cũng mang ý nghĩa biểu tượng của hãng luôn. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em Jippo bên này làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè hoặc chơi thì cứ alo mình nha. Giờ mình xin trên tay trước nha nè. Đây là em đồng khắc chìm mà nữ thần tự do và lá quốc kỳ Mỹ nha nè. Hai mặt trước sau y chang nhau ha. Em nó đáy bằng nha nè. Hàng zin chưa hề đụng chạm gì ha. Hàng chính hãng Mỹ thì rất là nhạy lửa nha anh em, giữ xăng lâu ha. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó, anh em vô trang Facebook mình, click vô đường link mình để vô mô tả nha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi. Hai em nó hàng chưa hề đụng chạm gì nha anh em, full box luôn. Soi kỹ anh em xem ha, sáng bóng sạch sẽ. Dòng Jippo đồng nha anh em, nữ thần tự do Liberty và quốc kỳ Mỹ ha. Còn đây là em Chrome trắng khắc chìm mà logo Jippo cách điệu nghệ thuật và hai bên là vân gợn sóng, vân vảy cá. Một sự độc đáo trong thiết kế nha. Mặt sau trơn bóng ha. Em nó đi lộn nha anh em. Cũng hàng zin luôn ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Anh em về chế xăng xịn vô là dùng thôi. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip nha. Hiện đâu mô tả, mình có để giá các em nó cho anh em tham khảo. Bên mình thì giao toàn quốc nha anh em. Mà em cứ kết em nào cứ alo mình. Hàng xịn thì rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu, bền bỉ ha anh em. Yêu thích anh em like clip ủng hộ nha. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh Jippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip nha anh em. Để có thể tiện cập nhật lựa chọn Jippo bên mình ha. Soi kỹ anh em xem ha. Hàng zin. Hàng full box luôn anh em. Mã vạch chính hãng đầy đủ. Giấy tờ kèm theo ha. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ nha. Nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống nha. Tạm biệt anh em.